Rồi, chào hai bạn. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ ràng cho đối phương có thể nghe được mình. Mời em trai. Chị Cát Tường cũng như ban biên tập chương trình, em tên là Nguyễn Thanh Nguyễn. Hôm nay 34 tuổi. Hiện làm mở tiệm làm nghề thợ hàng ở nhà, tại gia đình. Tự làm luôn? Dạ. Yeah. Nhà ở đâu? Quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Miền Tây ha. Dạ. Yeah. Bây giờ sống ở đâu? Dạ, sống ở nhà, là nơi địa chỉ em làm luôn là ở nhà. Địa chỉ em ở nhà mà ở nhà ở đâu? Nhà ở 11/10 Học Lạc, phường 8, thành phố Mỹ Tho. À, ở Mỹ Tho hả? Mỹ Tho chị. À, Mỹ Tho. Là mình đang sống với ai? Sống với ba mẹ, với đứa em trai nữa hả? Rồi làm cái thợ hàng vậy đó là làm với ai? Làm với đứa em. Rồi là ai, là hai anh em, ai làm chủ ai? Hai anh em thì nhà hai người nhận công trình thì chia nhau làm, chứ không ai làm chủ ai. Không ai làm chủ ai hết, tự làm kinh doanh ở nhà. Ủa, nãy nói năm nay nhiêu, 33 hả? 34 chị. 34 tuổi, rồi còn em? Em chào chị Cát Tường, chào anh. Em tên là Bích Hồng, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Thanh Hóa và hiện nay em đang làm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói lớn lên xíu nè cho anh Nguyễn anh nghe nè, tên Hồng phải không? Dạ, em tên Bích Hồng. Là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 1986. 86, dạ. Bên đây là 85. Dạ. Rồi, vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 15 năm rồi. 15 năm, hiện nay là Hồng đang làm công việc gì? Dạ, em làm công việc văn phòng. Văn phòng. Công ty gì? Dạ, công ty truyền thông. À, làm công ty truyền thông, là chuyện làm bên báo chí đồ hả em? Dạ. Sau đó giờ không thấy phỏng vấn viết bài gì cho chị hết vậy? Dạ, chắc sau dịp này. Mình hiện tại mình đang sống với ai trong này? Em sống với em họ. Em họ. Em đi Mỹ Tho lần nào chưa? Dạ, em có. Thật ra Mỹ Tho cũng gần, là bây giờ đi hết cao tốc là tới phải không? Thì đây tiếng gửi. Tiếng gửi, tiếng gửi. Vậy bao lâu lên thăm bạn gái được lần nếu mà quen nhau? Thời gian dành cho bạn gái thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chạy lên Sài Gòn là bao lâu lên được lần? Có bạn gái trên đây thì sắp xếp tuần đi lần. Tuần đi lần, lần đi tuần. Cái đó thì hên xui. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thích chơi thể thao, em thích đi du lịch, nghe nhạc. Rồi em cũng thích làm những công việc thiện nguyện cộng đồng. Còn điểm mạnh của em thì em khá là thân thiết, hòa đồng. Điểm xấu thì chắc là hay nóng tính. Nóng tính. Rồi thi thoảng cũng hơi bề bộn chút. Mà nãy em nói quê em đâu? Là em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa là sao, liên quan gì tới bộ đồ này? Đâu phải dân miền Tây. Em có sở thích là tìm hiểu văn hóa các vùng miền Việt Nam. Qua cái quá trình đó thì em cũng có sưu tập một số bộ đồ liên quan đến các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam. Thì cái bộ đồ này là một trong số những cái sưu tập đó. Tôi nghi bữa nay có điềm. Tại sao không bận ở những cái miền khác? Tại sao hôm nay lại chọn cái đúng bộ đồ này? Mà bộ đồ này là cái nét đặc trưng của dân miền Tây. Em biết ta mặc gì không? Áo màu ba. Đó. Là biết bữa nay gặp em rồi, dân Mỹ Tho rồi, đúng không? Như là hôm nay là có duyên với nhau rồi đó. Bây giờ bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em sao? Điểm mạnh thì em cũng hòa đồng, hay nói nhiều, tính tình thì cũng vui vẻ. Còn điểm yếu là cũng lo xa, mà hay cũng tự ái cao. Đôi khi nó có nói trong chuyện tình cảm thì có nhiều cái là cũng thờ ơ với bạn, với người khác phái. Nhưng mà cũng nhiều lần thì sau lâu này, lâu ngày thì cũng rút kinh nghiệm ha. Vậy thì tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Thì em trải qua cũng nhiều mối tình. Nhiều là mấy? Đếm hết nổi không? Ngón tay, ngón chân đếm đủ không? 15 cho tới 20. 15 cho tới 20. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn. Được. Thanh niên, nam nhi chi chí, có sao nói vậy. Mà mối tình sâu đậm nhất á, là được mấy mối, mối nào? Sâu đậm nhất là chỉ có khoảng hai mối tình, mối tình đầu. Với mối tình sau khi đi bộ đội, giấc ngủ về. Có đi bộ đội nữa? À có. Khỏe ha, mà sao đi bộ đội về để phát tướng vậy? Thì vô trường quân đội ăn uống đầy đủ, rồi thể dục thể thao đầy đủ mới phát tướng. Vậy á hả? Rồi cái mối tình thứ hai đó, đó là sao chia tay? Mối tình thứ hai đó là do bị bạn gái cấm sừng nên mới chia tay. Cấm sừng chia tay vui quá mập luôn. Quen bao lâu mà bị cấm sừng? Cũng khoảng 1 năm. Rồi sao mình phát hiện ra? Thì vô tình trong một cái bữa tiệc đi sinh nhật của bạn, một đứa bạn chung, người trai kia lại rước bạn nó đi. Ủa là sao? Có nghĩa là trong một cái tiệc sinh nhật của một người bạn chung của hai đứa. Thì thời điểm đó lúc mà
ăn uống nhậu xỉn rồi, xỉn say rồi, cái người đó mới lại, cái thằng bạn trai của người bạn bạn gái mình nó mới lại rước người đó đi. Mà đi luôn. Đi không luôn. Để rút mặt không để mũi gì chứ. Thì đó là cái ông thấy lúc đó là cái sừng nó mọc nó hơi dài dài xíu nên rút lui. Chắc bên kia đang ghen tuông gì đó tới nơi rước đi luôn đúng không? Cái đó thì không biết. Rồi nhưng mà sau lần đó có gặp nhau đối chất hay nói chuyện gì nữa không hay là sau lần đó là âm thầm lặng lẽ rút lui. Là hiểu luôn á, cái bữa đó bị rước đi là hiểu luôn á. Cũng buồn khoảng thời gian cũng tháng hai tháng rồi cũng từ từ cũng ngoài. Rồi sau đó quen một người cũng chung bạn gái cũng chung trường nữa. Rồi cũng, sao nữa bị gì nữa? Cũng thì lúc đó người đó thì bên nội người đó kêu về lấy chồng. À, có mối tình nào gây cấn nữa không? Có những sự kiện gì éo le nữa không? Sau khoảng thời gian nó cũng có quen nữa. Ừ. Rồi có bị cấm sừng nào nữa không? Không có bị cấm sừng nữa mà kỳ này bị đàn áp. Bị đàn áp là sao em? Trời em là bị đàn áp. Giống như là đòi hỏi buộc là phải giờ là đưa em vô hoàn cảnh là bây giờ để cho có con được hai đứa đứng đến đám cưới. Không hiểu người đó yêu em quá hay sao? Cái đó có thể là quá yêu hay sao đó thì không biết. Lúc đó là mình đàn ông, mình bị vô cái thế bị động làm sao yêu lại được chị. À như là chứ mới quen chưa gì trơn là cứ ép cưới không à? Thì bây giờ là muốn đạt được mục đích mà để cho dẫn đến có thai mà đến cưới luôn. À mà em không chịu luôn, em từ chối luôn. Trời ơi em men quá, em từ chối luôn. À, từ tại dân hiến mà em từ chối luôn. Thì lúc đó thì cũng mới 24, 25 tuổi thôi, mới ra trường mới học nghề được 1-2 năm. Chưa có ổn định mà bây giờ ràng buộc vô cái thế đó là sao được. Rồi bây giờ ổn định chưa? Sau 10 năm thì nó đã ổn định nữa. À, rồi bây giờ muốn cưới chưa? Bây giờ thì ví dụ như quen bạn gái thì xác định chỉ có cưới thôi, bây giờ đâu còn như à, cái mối tình mà mối tình gần nhất đây nè mà chia tay rồi lên đây ngồi đây là bao lâu rồi? Khoảng 7 năm. 7 năm? Ủa sao hồi trước đó quen gì mấy chục người nhiều mà sao 7 năm nay không quen ai vậy? Thì giờ tới vô công việc, vô cái nguồn công việc rồi không có quen nữa. Cũng 7 năm nay không buồn hả? Cũng đi chơi với bạn với bè rồi đó, có những đứa bạn thân thì gửi đi chơi với tụi nó thôi. Thề đi. Chỉ yêu thầm thôi chứ không không quen. Yêu thầm hả? Mắc mới gì yêu thầm mà không khai thì à? Thích thì thôi. Giờ kinh nghiệm gù gái nó bị lục rồi. À, gù gái bị lục rồi giờ đi mài lại đi nha. Rồi còn em sao em? Em cũng trải qua hai mối tình. À, cũng cảm thấy là quan điểm nó không hợp nhau nên là không tiến tới tương lai. Ừ. Mối tình mà mới chia tay đây là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng tính bằng nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi, mình quen được bao nhiêu năm? Dạ mối tình đầu thì chắc khoảng 5-6 năm từ thời học sinh kiểu lâu sinh viên. Còn mối tình thứ hai? Sau đó thì cũng được gần 2 năm. Mấy năm nay tại sao không quen được ai? Lười quen rồi cũng lo công chuyện xong rồi nó thời gian trôi nhanh quá mình cũng có lục nghề yêu giống như anh này không? Em tính học câu đó chị. À lục nghề. À, bây giờ thôi cố gắng mài lại, hai bên ráng mài lại nha. Thế bây giờ nếu em tìm được một người vừa ý thì em nghĩ bao lâu em sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ chắc là sớm thôi, qua năm chị. Hoặc là qua năm kịp không? Đừng có nói tay gài nha, cái này em muốn, bây giờ em muốn bao lâu tiếp theo. Em đâu có nói, bây giờ là tới giai đoạn này là toàn là tự nguyện, hết bị gài rồi. Bị gài rồi, nhưng mà mình đã sẵn sàng tâm lý để đám cưới chưa? Sẵn sàng. Rồi, ok, mình mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiểu chuyện. Về ngoại hình? Ngoại hình thì sao cũng được. Sao cũng được, mình cũng có điều kiện, mình cũng đẹp trai, cũng ông chủ đồ. Sao cũng được là sao? Giờ anh mới muốn cao thấp nhiêu, mập ốm sao, mắt mũi tóc tai đồ sao? Thấp hơn em chút là được rồi. Chứ em cũng không đòi hỏi mà phải cao quá. Ừ. Mà cũng phải đẹp, không đòi hỏi là phải đẹp quá. Rồi thích bạn gái tính cách như thế nào? Hơi khó khăn, hơi dữ một chút. Tại vì thứ nhất, giữ là sẽ được, mình sợ là mình sẽ giữ được mình sau này. À, kinh nghiệm tình trường mấy chục mối tình mới kinh nghiệm được nhiêu đó đó. Kiếm bạn gái giữ sao em, nhắm em có giữ nổi không? Dạ cũng có lúc em giữ. Giữ phải không? Dạ. Ừ, chị thấy cũng được, có vẻ trị được đó. Thế còn em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Dạ em thích một người gọi là có bản lĩnh trong cuộc sống. Ừ. Man một chút. Ừ. Cả về gọi là ý chí lẫn thể lực. Ừ. Người mạnh khỏe về thể chất và mạnh khỏe về tinh thần. Ừ. Có đem hình theo không? Thử cảm giác đầu tiên hai người coi có nhận ra nhau giữa dòng đời xô đẩy hay không nha. Trời đất ơi. Có cổ chồng á, gán kiếm đi. Trời ơi, hình mà cũng con gái không ha. Gán coi đi em, cái hình mà con gái còn nhiều hơn con trai nữa. Ráng banh banh ra rồi kiếm ảnh đi, ảnh nó trống luôn đó. Một anh, hai anh, ba anh, có bốn anh chứ nhiều. Bốn anh, năm cô, rồi kiếm đi. Có đặc điểm gì cho gợi ý cho người ta một nhẹ nhẹ sương sương nè. Mặt tròn dạ. Hết, được rồi, không có mượn nhiều. Bên đây, tìm thấy cổ chưa, ai? Đây. Ủa sao chọn cái cô nhắm mắt nhắm mũi vậy? Thì suy nghĩ thôi chứ đâu biết được. Bao nhiêu cô mở mắt đẹp không chịu chọn cô nhắm mắt là thích cô đó phải không?
cổ phải không? Hồi tôi gả cổ nha. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mời hai bạn chúng ta sẽ xem kiểm tra sau cái bài test đầu tiên, cảm nhận đầu tiên sau mấy phút nói chuyện, mình có lựa chọn đúng người tình trong mộng của mình không nha quý vị. 1, 2, 3. Anh chào, chào anh. Anh có món quà anh gửi tặng cho em, anh không biết mua cái gì. Tặng em. Trời, tặng gì mà ấp ấp úng vậy? Em gửi tặng anh món quà này. Em một ly uống cà phê và một cái cây này em trồng. Ủa sao anh tặng một, em tặng hai, nhiều quá anh ngại. Em cũng biết ngại nữa hả? Ly uống cà phê nè, có muỗng nè, có ly đàng hoàng nè, có cây em trồng nữa nha. Biết trồng cây không? Thì đi bộ đội mà chị. Vậy chơi tăng sức nè, chuyên môn. Về chăm bón nha. Rồi coi quà anh tặng quà gì với em? Trái tim anh giống. Phải không? Wow. Tại sao tặng đồng hồ có ý nghĩa gì không? Tặng em cái đồng hồ là tặng em thời gian. À, là ảnh ý anh rảnh lắm á cưng. Nha, bất cứ lúc nào em cần gọi ổng là ổng xuất hiện. Chọn em cái tấm hình nhắm mắt, nhắm mắt nhắm mũi á. Cổ đâu, cổ là ai, chỉ vô lại coi. Ừ, vậy. Rồi sao tự nhiên rồi chọn cái cô nhắm mắt. Đâu có biết đâu, thì đã linh cảm mà. Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau thì em cảm nhận như thế nào? Cũng hơi run. Sau 7 năm trời mới biết cảm giác run. Có run là mừng rồi. Khi nhìn thấy cô ấy thì em có suy nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào? Bạn gái đối diện rất là xinh đẹp. Có nét gì dữ dằn gì không? Dữ thì chắc phải tiếp xúc lâu ngày mới biết, chứ bây giờ không lẽ mới lần đầu tiên gặp mà dữ liền thì không có. Thấy cô bận bộ bà ba đẹp không? Đẹp. Thấy có duyên không? Có duyên. Biết em dân Mỹ Tho bận bộ bà ba. Rồi thế còn em, sau khi mà cánh cửa trái tim mở ra thì em cảm nhận. Em chọn hình này đúng. Em chọn là đúng rồi. Thì em có cảm nhận gì khi mà cánh cửa này mở ra? Em cũng thấy rung. Rung luôn, vậy là bắt đầu mài cái bộ ổn ổn rồi đó nha. Mài cảm xúc. Gì nữa? Nhìn thấy ảnh như thế nào? Có một cái nhận xét gì với ảnh coi? Anh có nụ cười rất là tươi. Khuôn mặt trông cũng rất là thân thiện và hiền. Sao ta khen mình tươi tươi lên chứ mình gục xuống vậy cưng? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thù gục xuống thấy cái bụng nó xệ quá kìa. Lo tập thể dục đi nha, mới còn trẻ nha, bụng mở rồi nha. Thấy bạn có nét gì dữ dằn chưa? Nhắm có thể nào quản thúc được em không? Nhiều khi về mà ấy khỏi cần giữ thì mình cũng sợ, cần gì phải giữ mới sợ. Nhiều khi mình thương là mình sợ. Mà nhắm có tiềm năng không? Có tiềm năng thương không? Cái đó thì giờ chỉ có nói mà thật lòng là thời gian trả lời thôi, chứ bây giờ nói hiện tại bây giờ thì nó quá là giờ. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ nói là tiềm năng, có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng mình thấy có tiềm năng khai thác không. Như em dân đầu tư em nhìn cái này có tiềm năng, cái này không có tiềm năng, đúng không? Thấy có tiềm năng không? Có tiềm năng. Có tiềm năng ha. Đầu tư có lãi không? Rồi em quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Hôn nhân thì cần có nhiều trách nhiệm. Ngoài cái tình yêu thương ra thì phải có trách nhiệm cao. Và có cái sự chia sẻ lẫn nhau. Tức là em nghĩ là cần phải đối thoại. Khi nào còn đối thoại thì chắc là còn sẽ tiếp tục chia sẻ được. Nếu hồi nhìn nhau mà không muốn nói gì, hoặc không muốn nhìn, không muốn mở miệng luôn là hiểu vấn đề rồi ha. Có chuyện gì có đi á, thì cũng nhớ nói với thằng em chị một tiếng nha. Đừng lẳng lặng kêu anh khác tới rước đi về tội nghiệp nó lắm nha. Có khi nào lịch sử lặp lại lần hai không em? Giờ thì chắc bị gắm sừng chắc cũng hơi bị hiếm. Mà giờ hiểu rồi. Ví dụ một câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ là giờ là muốn lấy vợ rồi phải không? Rồi ví dụ giờ mình quen cô nào đó mà giờ đó giống như cái tình trạng 10 năm trước đó, cô ép cưới cô muốn gài đồ này kia vậy đó, là cho cô gài không? Thời điểm này là kinh tế ổn định, tinh thần thoải mái là chỉ cưới thôi chứ có gì đâu giờ. Mà rủi như gài cũng thấy người mình thích mới cho gài chứ không gì đâu có được. Rồi qua năm đám cưới được chưa? Được, nếu mà bên đàn gái chịu thì bước qua. Gì? Ai chịu ai bước qua? Thì nếu mà bên bằng đàn gái chịu thì em mới bước qua. Xin mời hai bạn bốc thăm mỗi người một lá, đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Trời ơi, ổng chọn Cẩm Hường. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tài năng vũ đạo của mình lên trên nền giọng hát của bạn gái. Em muốn. Mày không biết múa người ta mới yêu cầu. Giờ bạn gái hát bài gì rồi nói đi, dễ dễ cho bạn trai bạn múa theo minh họa. Em đứng lên trước đây nè, sân khấu này là của em nè. Bạn gái hát bài gì? Hát bài Chiếc Áo Bà Ba luôn. Rồi, trời ơi, Chiếc Áo Bà Ba trúng nghề của em luôn. Em đứng ở đây em, dân miền Tây nha. Tràng pháo tay cho đôi gọi là đôi bạn trình diễn một tiết mục hát múa minh họa Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời hai bạn. Anh sẵn sàng chưa? Em cứ hát đi, anh đi theo. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Còn ở dưới miền Tây chèo xuồng đi. Thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh.
Non lá đội nghiêng tóc dài em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Ôi, thang múa con nữa. Anh mới múa dạ. Cái nón là thấy cứng ngắc nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì bởi vậy múa cái nón vậy thấy cứng ngắc rồi. Em làm lại cái nón coi, nón lá đội nghiêng coi. Thấy lòi bóng ra quá vậy cha. Thì ổn bởi... không? Mà ổn không vậy? Cái đó bộc phát ra vậy? Thì bởi vậy cái đó bây giờ mình cứng rồi mình múa cái đó mới thấy bắt cảm mới cứng rồi. Mà giới tính ổn định không? Có gàng mà chị. Có gàng luôn hả? Chắc không vậy? Tự nhiên trong vô thức mà cái non lá cái tự nhiên thấy lòi ra nguyên con luôn vậy? Có nào yêu mấy chục mối tình giờ chuyển hệ không? Hả? Chắc không? Chắc cũ. Chắc cũ thì về chỗ em tin tưởng được không em? Em tự khám phá đi nha, chị không biết đâu nha. Rồi ảnh chọn màu đỏ và vàng rồi còn em màu xanh đó, đọc lớn lên đi. Anh có thể kể ra ba điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm được không? Điên rồ nhất? Dạ. Ở đây không có nói gì xạo đâu nha, đây là chương trình nói thật không đó. Ba cái điều gì mình cảm thấy là điên nhất mà không thể nào bình thường không ai làm mà tự nhiên lúc đó mình lại dám làm. Chuyện đó bình thường là mình không làm nhưng mà lúc đó mình sung trong người hay là mình bốc đồng lên hay là mình vui quá hay có mình thể, buồn nếu quá mà mình làm cái chuyện mà bình thường mình không làm. Mà hồi bình thường không làm mà lúc đó làm là chỉ có lần đầu tiên đi nhậu thôi. Lần đầu tiên đi nhậu thì sao? Là lần đầu tiên là có thể trong cơ thể em lúc đó là trong người là 3 lít rượu. Uống 3 lít rượu á hả? Uống 3 lít rượu là có thể lần đầu tiên đi nhậu, biết nhậu á. Lần đầu tiên uống một ly rượu là... Mà uống 3 lít? 3 lít. Lần đầu tiên uống rượu uống 3 lít. Rồi ngủ 3 ngày. Ủa mà tự nhiên ai kích em mà em bị gì vậy? Lúc đó nhậu mà lúc mà nó lần đầu tiên biết uống mà thấy uống rất là đơn giản, rất là nhẹ. Quất. Thì sao? Ngủ 3 ngày. Ngủ 3 ngày. Không đi cấp cứu là mai rồi đó, nhiều khi phải đi xúc ruột luôn á. Đó là điên chứ còn gì nữa, đó là quá đó, điên luôn. Đó chỉ là lần đầu tiên khi em biết nhậu uống rượu thôi. Thôi đó là cũng là một cái trò chơi vui để hai bạn hiểu nhau hơn ha. Bây giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau. Hồi nãy mở cánh cửa ra mình sẽ nói những câu đầu tiên rồi. Sau khi mình trò chuyện với nhau nãy giờ, giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn nhìn thẳng vào nhau trước đi ạ. Em cũng muốn cảm ơn chương trình rất nhiều, tạo em một cái mối, một cái cơ hội để em nói ra hết những cái điều mà chắc có thể là qua 7 năm trời nay chưa nói. Nếu mà chúng mình có bước xa hơn một chút xíu nữa thì chuyện em cứ lo, thế giới để anh lo. Ghê. Tôi tin, mặc dù cười cười mà tôi tin. Tôi nói rồi, đoạn đường hơi xa đó nha, phải điều đặn lên thăm nom nha. Được không? Được. Rồi còn em muốn nói gì không? Dạ em cũng muốn cảm ơn chị Cát Tường và chương trình. Cũng là cái cơ hội để em được được nói ra điều lâu nay cũng rất là khó chia sẻ. Và cũng có cơ hội gặp một người bạn mới. Và em nghĩ là chắc là cần thời gian thì hôm nay 30 phút cũng chưa thể đủ để hiểu được nhau. Và nếu thực sự mà có cái sự đồng cảm thì em cũng là một người may mắn có cái cơ hội để tìm được cái người bạn mà em nghĩ là chặng đường rất là dài. Em cũng muốn người bạn của mình cũng có cái thái độ đó đối với cái mối quan hệ chứ không phải là chỉ quen biết. Nên là em cũng cảm ơn anh đã có cái duyên để gặp hôm nay. Rồi cảm ơn hai bạn. Những lời chia sẻ rất là chân thành nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là cái nút bấm để mà tìm bạn, mà đây là nút bấm tìm người yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy ngón tay ra. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Cái gì vậy? Bấm hay là không bấm mà sao giật giật vậy? Rồi. Trời đó, một cái thôi, vô lại.